Các bác vừa nghe một cái bản nhạc của em sư cô Emblem. Em này là em sư cô để bàn phiên bản vỏ sơn mài, hay còn gọi là phiên bản hoa diên vĩ. Đây là một phiên bản cực kỳ cao cấp của hãng sư cô, dòng Emblem. Ở bên Nhật thì những em này ở bên Nhật thì phiên bản cực kỳ cao. Giá những em này đều cao rất nhiều những em đẻ bàn cùng phân khúc của nó, cùng kiểu dáng, cùng kích thước của nó. Tại vì bởi vì cái vỏ này thì tất cả các vỏ này là vỏ gỗ sơn mài, vỏ bóng sơn piano, rất đẹp. Các bác nhìn xem, từ đường nét này làm rất là tinh tế và đều là làm thủ công bằng tay. Riêng vỏ gỗ sơn mài thì đã đặc biệt có giá ở Nhật rồi. Ngoài ra thì toàn bộ từ chất lượng, từ hoàn thiện, chất lượng từ hoàn thiện cho đến đến chất lượng về âm nhạc đều rất là thuyết phục. Em này có 6 bản nhạc các bác nhé, luân phiên trong giờ, trong ngày sẽ đánh 6 bản nhạc. Các bác nghe lại nhạc của em nó. Tròn giờ thì những cái dòng hồ này đều có mắt cảm biến ánh sáng. Tròn giờ nếu mà ánh sáng không đủ hoặc là trời tối thì đồng hồ sẽ tự động tắt chuông đi. Rất trang nhã. Đây là một em đồng hồ thuộc loại xuất sắc ở trong phân khúc của nó. Kích thước sẽ đo kích thước cho các bác. Em này ngang là 24 cm, chiều cao là 31 cm, cũng là một em khá là lớn. Các bác bày ở trên phòng khách hoặc trong phòng ngủ đều đẹp cả, rất tinh tế. Trên đây thì shop Sơn Gia Ban đã giới thiệu cho các bác em Seco dòng Emblem phiên bản hoa diên vĩ. Các bác muốn biết thêm thông tin xin truy cập website hanggiaban.vn cũng như Facebook Sơn Gia Ban Hàng Nhật. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các clip sau.